Phương Mỹ Chi và 3 lần bị tố vô ơn, tài năng nhưng đi kèm với rất nhiều scandal. Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ thành công khi bước ra từ các sân chơi nhí. Cô bắt đầu nổi tiếng sau thành công tại cuộc thi giọng hát Việt nhí 2013. Cụ thể, năm 2013, dưới sự dẫn dắt của nữ ca sĩ Hiền Thục, Phương Mỹ Chi giành giải Á quân trong chương trình giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Cùng năm đó, cô được Quang Lê nhận làm con nuôi và đầu quân vào công ty giải trí của nam ca sĩ. Anh là người góp công không nhỏ giúp nữ ca sĩ trẻ nhận được nhiều hợp đồng, show diễn ở trong nước và hải ngoại và giúp tên tuổi Phương Mỹ Chi lên cao hơn. Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, trái ngược lại với sự biết ơn dành cho những người thầy của mình, Phương Mỹ Chi lại nhiều lần bị tố vô ơn, ăn cháo đá bát với những người từng dạy dỗ mình. Và clip hôm nay, Hero Thanh sẽ cùng bạn điểm lại những lần Phương Mỹ Chi bị tố vô ơn nhé! Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Phương Mỹ Chi bị cô ruột tố vô ơn. Vào năm 2017, gia đình Phương Mỹ Chi trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận sau khi cô út Phương Quế Như chia sẻ về những góc khuất trong gia đình trên báo. Sự việc bắt nguồn từ việc Phương Mỹ Chi tiết lộ về quá khứ buồn với gia đình nhà nội. Em cho biết, hồi xưa gia đình em ở chung nhà với bà nội thì rất đông con và đều sống ở một căn nhà nhỏ. Cuộc sống thời đó rất bất tiện, em không phải là một đứa cháu được thương yêu. Em không biết vì sao nhưng trong nhà những cháu trai thì được yêu quý mến, còn có việc gì sai thì đổ hết lên đầu em. Em chia sẻ điều này không phải là nói xấu gia đình mình, mà đó là sự thật. Cô bé còn tiết lộ thêm việc gia đình bên nội thường xuyên nhận là người thân của Phương Mỹ Chi, dù sống gần nhau nhưng không còn qua lại nhiều như trước. Ngay lập tức, cô út Phương Quế Như đã gây bão cộng đồng mạng khi lên tiếng bật mí về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với gia đình Phương Mỹ Chi sau khi cô bé nổi tiếng. Cô cho biết dù gia đình Phương Mỹ Chi chỉ sống cách nhà vài căn nhưng cháu gái chưa từng gọi điện hay sang nhà hỏi thăm cô. Thậm chí trong một buổi biểu diễn có sự góp mặt chung, Phương Mỹ Chi còn không chào cô của mình. Người ta mắt sáng còn không thèm đến chào mình thì việc gì phải chào lại. Sau này MC giới thiệu tôi, làm ơn đừng gọi là cô của Phương Mỹ Chi không lại ảnh hưởng đến ngôi sao nổi tiếng, cô út Phương Quế Như chia sẻ. Trước đây khi chưa nổi tiếng hay giàu có, cả gia đình Phương Mỹ Chi đều sống ở đây, tôi thường dạy cho cháu hát. Sau này Phương Mỹ Chi đi thi giọng hát Việt, chính tôi cũng là người luôn theo sát bên cạnh. Tại vòng thi hát dân ca, tôi bị đau chân đến mức bác sĩ bắt nhập viện nhưng vẫn chỉ xin thuốc về uống để có thể ở bên cạnh cháu gái mình. Hồi mẹ Phương Mỹ Chi bán chè 5.000 một ly, tôi bị tiểu đường không ăn được, vẫn mua cho bạn bè để đỡ phần phụ chị dâu, lo cho cháu đi học. Tôi rất thương Chi và gia đình, thế nhưng không thể ngờ là lại có ngày hôm nay, cô ruột Phương Mỹ Chi nói. Sau đó Phương Mỹ Chi đã xuất hiện trở lại và chia sẻ ngắn gọn. Em chỉ mong mọi người được vui vẻ, nhất là gia đình của em. Trên trang cá nhân, cô bé nhận được rất nhiều lời động viên chia sẻ từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp. Khi nhiều người hỏi bé về vụ ồn ào gần đây với cô út, Phương Mỹ Chi thẳng thắn cho hay, sự thật sẽ mãi là sự thật nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc phải nói ra, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mọi người ạ. Phương Mỹ Chi từng bị tố là vô ơn, ăn cháo đá bát với Hiền Thục. Sau giọng hát Việt nhí 2013, Phương Mỹ Chi là một cái tên hot được nhiều người ưa chuộng. Với giọng ca hay và tài năng thật sự, đến tận bây giờ chị Bảy vẫn rất đắt sâu. Để có được thành quả như ngày hôm nay, Phương Mỹ Chi không thể không kể đến công lao của bố mẹ, ba nuôi Quang Lê. Và đặc biệt là ca sĩ Hiền Thục, người thầy dẫn dắt em trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Ấy vậy mà, từng có một thời gian Phương Mỹ Chi vướng phải những đồn đoán vô ơn, dẫn nứt tình cảm với Hiền Thục. Nguyên nhân bắt đầu từ việc đồn thổi sau khi kết thúc cuộc thi giọng hát Việt nhí. Phương Mỹ Chi và gia đình không giữ liên lạc với Hiền Thục và tìm lối đi riêng cho bản thân. Hay mỗi lần lên nhận giải thưởng về âm nhạc, Phương Mỹ Chi chỉ cảm ơn đến bố nuôi Quang Lê mà quên nhắc đến người thầy của mình. Hơn nữa, cô bé dân ca lại vắng mặt trong live show Dấu Ấn vào ngày 1 tháng 3 năm 2014 của Hiền Thục nên nhiều người càng nghi ngờ hơn. Tuy nhiên, sau đó thì chính Hiền Thục đã lên tiếng thanh minh rằng do Phương Mỹ Chi đã nhận một show khác từ trước nên không thể tham gia show của cô. Điều này là hoàn toàn bình thường đối với các ca sĩ chuyên nghiệp, không thể dựa vào đó để đo đếm tình cảm của cô và học trò. Ngay sau đó, ngày 21 tháng 2, Phương Mỹ Chi đã xin phép nhà trường được nghỉ một buổi học để tham dự buổi họp báo live show của Hiền Thục. Tại đây, chị Bảy cho biết bản thân rất buồn và tiếc vì không thể tham gia live show của cô Hiền Thục. Đồng thời, cô bé cũng gửi lời xin lỗi chính thức đến vị huấn luyện viên của mình. Như vậy, mọi nghi hoặc dường như đã được xóa bỏ, tình cảm của Phương Mỹ Chi với người thầy dẫn dắt vẫn rất tốt đẹp. Sau đó, cả hai thầy trò còn đứng chung trên nhiều sân khấu và biểu diễn cùng nhau rất tình cảm và ăn ý. Phương Mỹ Chi bị tố vô ơn khi rời công ty của Quang Lê. Quang Lê và Phương Mỹ Chi là cặp cha nuôi và con gái nuôi nổi tiếng của showbiz Việt. Trong những năm đầu sự nghiệp, chị Bảy đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ công ty của cha nuôi và có bước phát triển lớn trong sự nghiệp.
Thế nhưng sau đó, Phương Mỹ Chi và Quang Lê bất ngờ vướng ồn ào rạn nứt vì không còn xuất hiện với nhau nhiều như trước. Đến cuối năm 2019, nữ ca sĩ còn tuyên bố rời công ty quản lý của ba nuôi sau 6 năm. Cũng từ đây, không ít netizen cho rằng giữa cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc không thể tiếp tục đồng hành trong nghệ thuật. Chia sẻ về điều này, Phương Mỹ Chi từng giải bày với truyền thông. Thời gian 6 năm để gắn bó với một công ty là đủ lâu dài. Việc em ra ngoài tự bước đi trên đôi chân của mình cũng là việc sớm muộn. Em muốn bản thân tự lập để xem bản thân có thể đi được tới đâu và bao xa. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2021, Quang Lê đã có những chia sẻ đáng chú ý về nghi vấn bất hòa với con gái nuôi, nam ca sĩ bộc bạch. Phương Mỹ Chi với tôi không có vấn đề gì. Phương Mỹ Chi lúc nào cũng thương tôi, nhưng mẹ Phương Mỹ Chi hay đặt điều kiện với tôi nên tôi giận. Giận cá chém thớt, giận mẹ không gặp con là thế, chứ đến bây giờ tôi vẫn rất thương Phương Mỹ Chi. Có những vấn đề tôi và mẹ ruột Phương Mỹ Chi không đồng tình với nhau, nên mẹ của Phương Mỹ Chi có động thái là ngăn bé, không cho hợp tác với tôi. Với những trường hợp thế thì gia đình có những quyết định riêng, có những câu chuyện riêng, tôi sẽ không làm việc được chứ không phải không thương Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, qua 2 năm tách ra hoạt động riêng, Phương Mỹ Chi đã khẳng định được sức hút từ tên tuổi của mình, không những không giảm sút mà còn liên tục tăng lên. Đặc biệt, Phương Mỹ Chi còn được nhiều bạn trẻ yêu thích hơn, bởi bên cạnh theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình, cô nàng còn sống đúng với lứa tuổi bằng những clip TikTok hài hước cùng phong cách thời trang tươi trẻ. Đặc biệt, hai cha con Quang Lê và Phương Mỹ Chi cũng dần xóa tan tin đồn bất hòa. Mới đây nhất, Phương Mỹ Chi đã tham gia show diễn Hát với người tình, live show đánh dấu sự trở lại hoành tráng của Quang Lê sau 2 năm dịch bệnh. Quang Lê tiết lộ ban đầu anh không tính mời giọng ca sinh năm 2003 vì tiêu đề đêm dạ tiệc là Hát với người tình, con gái nuôi chưa được 20 tuổi nên sợ không hợp. Tuy nhiên sau khi cân nhắc anh quyết định mời vì cha làm show không cho con hát con sẽ buồn. Phút chốt ca sĩ khách mời, anh đã gọi cho Phương Mỹ Chi và cô bé dân ca đồng ý ngay. Anh cũng hỏi Á Quân giọng hát Việt nhí, con hát cho ba con lấy bao nhiêu thì Phương Mỹ Chi trả lời ngay, ba muốn cho con bao nhiêu cũng được. Điều này đã cho thấy dù Phương Mỹ Chi đã chọn đi con đường riêng của mình, nhưng với cha nuôi Quang Lê thì cô luôn dùng tình cảm để đối đãi chứ không tính toán trên phương diện kinh tế. Bởi trước đây Quang Lê từng không ngần ngại tiết lộ cát xê của Phương Mỹ Chi có khi cao hơn cả sao hạng A. Trong buổi ra mắt album Voi 2 Thương về miền Trung và mini show cùng tên của Phương Mỹ Chi vào ngày 17 tháng 10 năm 2017, anh cho biết con gái nuôi chuẩn bị lên đường sang Mỹ biểu diễn trong 3 show với mức thù lao lên đến 6.000 đô la, hơn 120 triệu đồng. Theo Quang Lê chia sẻ, khi đó mức cát xê này cao hơn ca sĩ hạng A tại thị trường hải ngoại vào năm 2017. Quang Lê từng chia sẻ với chúng tôi rằng Phương Mỹ Chi là một người hiếu thảo, lễ phép và thường quan tâm ba nuôi. Lúc nào nói chuyện cũng lo lắng cho ba, hỏi thăm sức khỏe của ba và dặn ba đừng đi hát nhiều quá, vì ba lớn tuổi rồi. Những câu nói đó của con tôi luôn ghi nhớ. Dù sau này mình có như thế nào thì mình vẫn còn một người con, lâu lâu hỏi thăm cũng vui. Quang Lê cảm thấy Chi là một cô bé đáng yêu, lúc nào cũng nhớ đến Quang Lê, điện thoại hỏi thăm, nhiều khi nấu chè mang cho ba. Lê không cần tiền bạc gì cả, mà là tình cảm con cái dành cho ba. Bên cạnh đó, Quang Lê và Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên gặp gỡ rất thân thiết, mặc kệ những tin đồn bất hòa. Thậm chí có thời điểm anti-fan còn bình luận kém duyên trên livestream của Quang Lê rằng tha cho bé Phương Mỹ Chi nha chú Quang Lê, bé gái nó còn nhỏ, ngây thơ lắm, đừng có làm hại, tội nghiệp nó. Quang Lê đã bình tĩnh xử lý tình huống khó nhằn này. Anh khẳng định Phương Mỹ Chi đã đủ 18 tuổi và trực tiếp gọi điện cho con gái nuôi để trò chuyện tâm sự. Anh còn hỏi thăm chuyện yêu đương tuổi ô mai của con gái, nhưng Phương Mỹ Chi hài hước tiết lộ. Mấy người đó cua mấy đứa bạn của con chứ không cua con. Nghe câu trả lời dở khóc dở cười của Phương Mỹ Chi, Quang Lê đã phải ngạc nhiên hỏi lại, không lẽ con của bà ấy sao? Cuộc trò chuyện dễ thương của hai nghệ sĩ được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú.